gì nữa. Đã nhìn thấy bố em Hà, bác Nghiêm Xuân Phúc kia, không đều béo đứng khoanh tay. Xuống thôi, cháu vào đi, để tao vào. Thế mừng bảo trước, để tao vào xong ngồi rồi. Công không nhanh thì để làm gì được không? Nhưng mà hôm nay đá chán hơn đội kia mà. Theo dự đoán chủ quan của tớ. Mọi người đừng nhìn tớ, tớ là con người chính trực, không đứng trên, không đứng trên lập trường đội nhà. Sau em nào năm kinh nghiệm xem đá bóng của tớ. Kéo rồi. Quốc tế còn chả là đảo nữa này. Thế giả của con. Cố lên! Alex cũng cố lên! Nói là khó ăn được cái quả này đó. Cái hiểu vào đấy bên ti luôn. Rõ ràng nó ra ngoài nó mới trượt. Tự nó trượt chân nó ngã mà. Nó quay lại bắt xuống trọng tài. Dừng đây xem tình huống bóng.